Rồi đó cô chú anh chị ơi, bây giờ thì anh chị vào viếng mộ của chú Vũ Linh ha, hỏi thăm đường đó. Thì chị, mấy anh chị chạy vô trong này mà anh chị tưởng rằng cái gì chạy quá trời. Chạy gì vậy ơi? Bên kia luôn vậy. Lộn rồi. Giờ có chạy ra đây họ không có bán chôm chôm, bán thêm chôm chôm. Ở chợ nhóc cho chôm chôm. Chợ tính lên đây, tính lên đây ha. Cô này nói ở à, đây có. Này sáng em ghé. Ủa vậy anh chị là gì? Hả? Anh chị là rồi hâm mộ ông mấy chục năm rồi. Dạ. Lâu dạ, hâm mộ lúc mà nhỏ lần kìa. Lúc xuống đi em nhé. Anh chị từ đâu đến? Ở Tiền Giang. Tiền Giang. Dạ. Hồ ô Tiền Giang lên đây. Nhưng mà làm đây. Dạ. Cho Tiền Giang là trùng quê với. Đã bữa nay mình không có làm hả anh? Không làm, nghỉ. Trời ơi, bỏ mà mất rồi. Bữa đó tính ấy đó nhưng mà chưa có dịp đi. Dạ. Từ Hà Giang vô luôn. Rồi mình để bông ở đây đi anh, để em hỗ trợ cho. Nè, để lên đây dạ, đi anh. Rồi, dạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi. Cảm ơn U Như Kỷ nha chị, nhưng mà không có U Như Kỷ. Dạ. Rồi. Không có em cầm đi anh làm không á, đưa đây anh cầm cho. Hả? Đây anh cầm cho, không có lấy tiền phí đâu. Lấy tiền phí không? Gì? Có lấy tiền phí không? Không. Giờ lấy cái bình nào ta? Bình này. Em lấy bình này được không? Thay đổi gì điện phải không? Dạ. Ở trên đó coi có không mình cắm lên trên luôn đi em. Được không? Nhét vô luôn đi. Để chung luôn đi. Giờ Thiện Tiên đang làm cái công việc đầy ý nghĩa quý cô chú vậy. Tuốt từng cái hoa để dâng lên cho chú. Của khán giả đến từ Tiền Giang, quê hương của Hải. Em chung quê với anh cơ. Chung quê với Hải, Hải ở Tiền Giang. Anh này cũng ở Tiền Giang nữa nè. Em mới chỉ vô đó. Ồ, chị vui quá ha. Thì đến mộ của chú Vũ Linh xong thì vui quá ha. Cái bè Tiền Giang hả chị? Đâu hả anh? Lộn. Chú Vũ Linh mất là biết gì mà xa lắm, hồi nhà Lai á. Dạ. Cái dịp nào vô đây có thắp nhang chú mà chưa có dịp, giờ cái bữa nay mình cũng là. Dạ. Hôm nay anh chị đến đây mua theo hoa. Lúc mà ông mất buồn lắm chứ. Dạ. Hai mộ mà lúc lâu lắm, mà lúc năm lúc con lúc năm 96 97. 96 97 cái lương tăng nghĩa. Dạ. Thì quê mẹ là thì quê mẹ thì Đồng Tháp, cha thì Tiền Giang. Dạ. Quê Đồng Tháp. Biết tăng nghĩa không? Tăng nghĩa. Tăng nghĩa Đồng Tháp. Dạ biết. Ừ. Ở đó hồi xưa ông hát. Em biết đi chợ tăng nghĩa nhưng mà em chưa đến đó luôn á. Huyện thì 13 huyện thị, hai thành phố. Bây giờ mình lên ba thành phố chứ. Thành phố Hồng Ngự, thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh. Được không Tiên? Tiên đang chăm chút những cái cành hoa quý cô chú anh chị. Rồi, 5.000. Ừ, quay video này không biết được 5.000 đâu, lấy 5.000. Anh này đi qua thắp hương cho cô Thanh Quỳ Huệ nữa nè quý cô chú anh chị. Ồ, rất là quý ha, cái tình cảm của anh nha, từ ở dưới cải bè Tiền Giang. Hôm nay là anh đi lên đây để viếng chú Vũ Linh của chú anh chị. Đúng năm hồng anh.
nghệ sĩ ưu tú Nam Hưng, cha của cô Thanh Thanh Tâm. Đèn thắp hương xung quanh ha. Ủa anh, em nghe nói người Tiền Giang là ca hay lắm ha. Đúng không anh? Nghệ sĩ nó hát được nhưng mà chút đỉnh. Dạ, chút đỉnh hả? Được không anh? Được nha. Vậy là chúc anh cũng nghệ sĩ lắm chứ bộ. Vậy nào chúc anh tặng khán giả em một đoạn. Đúng rồi, chút xíu anh. Trời ơi, giờ này còn đi về hướng ông Bắc không anh? Nãy hỏi định vị. Anh hỏi định vị tới đây. Vô đây vô mộ của cô Sòn Giả Nhi Kiều là cái Google chỉ về hướng đông bắc. Nghệ sĩ. Dạ chú Tư Còn. Ở đây là đền nghệ sĩ không luôn anh? Chú Tư Còn hả? Tư Còn, chú Tư Còn. Quê quán ở Bình Dương. Ở dưới Phú Cường đó. Phú Cường chứ anh biết vậy? Phú Cường Bình Dương. Rồi bên đây là chú Hay Sa nè anh. Hay luôn hả? Chú Hay Sa. Là chú Mai Thanh Tú. Chú Thanh Tú. Vậy là nghệ sĩ gì? Nhớ lại đi. À cái nghệ sĩ Minh Phụng rồi. Dạ đây rồi, có chú Giang Châu, chú Thanh Sang. Đây không có nghệ sĩ Minh Phụng đây. Dạ. À Minh Phụng như ngày xưa là vậy là ở thành phố gì không anh? Cái nói ngang quên ta. Ở thành phố. Thành phố. Đây về Giang Châu. Giang Châu là nghệ sĩ Giang Châu, ông trùm sò đó anh. À. Nghêu sò hết. Nghêu sò hết đó. Rồi chú Thanh Sang nữa. Đang ngày xưa cũng thấy mà lắm đó, hay lắm á, sộp hết á. Dạ. Chú Giang Châu là những cái đám dỗ đồ mà thăng thăng với ổng á. Này mũ gió anh, không phải. Dạ không có mũ. Đó là mũ gió. Lúc hồi nhỏ cũng có coi. Đi tới mộ của chú Giang Châu, của chú anh chị. Năm 2019 tại hai cha con chú á. Đây là người con trai của chú. Trai của chú mất trước 6 năm. Sau đó di dời đây mai là trời cũng sống ở mai lớn hơn du linh mà nhà lớn hơn nhiều nhà lớn hơn ổng là lớn hơn tới là 7-8 tuổi rồi. Đây là chú nghệ sĩ Minh Đạt, cô chú anh chị. À đây là khu nghệ sĩ. À đây nè. Dạ chú Thanh Sang. Cũng hát hay lắm. Chú anh sẽ ca bản theo chương trình. Chú Thanh Sang nói mày lợi mộ tao không ca là tao ca đó. Ngày xưa cũng coi chú đóng cái lương rồi. Đây là đạo diễn Lê Dân. Đạo diễn điện ảnh Lê Dân và cô Phụng Thanh. Chọn đời gắn bó với quê hương. Để mua thuốc nhưng mà nghe người nhà của nghệ sĩ Vũ Linh nó lặt trong thuốc. Ngày xưa ông mất gì thuốc mà ông hay thích gì hả? Số. Yeah. Ủa sao ai nói anh biết rồi? Cho mình tôi chứ mà. À. Người nhà. Người nhà. Đúng rồi. Người nhà mất cho người chú. Ta thương thuốc nhiều. Dạ. Bên đây là cũng nhà thơ rồi nè anh. Anh có thuộc bài nhành cây trứng cá được không? Nhặn cỏ lâu. Cho em. Có chứ, lúc mấy bạn đó có lâu lắm rồi. Bữa nay là anh tao viếng nhạc sĩ viết những cái bài hát đó luôn á.
Nhạc sĩ Vinh Sử. Nhạc sĩ Vinh Sử. Thầy nhà thơ ngon chương, cô chú anh chị. À đây. Chú Hồ Kiển. Chú Hồ Kiển đúng rồi, đóng ở trong Cò An nè. Cò An đất Phương Nam, một phim đất Phương Nam. Chúng cũng chú cũng lập kỷ lục Guinness người đóng phim phụ nhiều nhất ở Việt Nam. Đây nè anh, chú Vinh Sử nè. Mình xá cũng được đó anh. Dạ. Kinh lợi cũng được nữa. Nhạc sĩ Vinh Sử nè. Đó. Nhạc sĩ Vinh Sử. Chú sáng tác những ca khúc đi vào lòng người. Nhạc sĩ Vinh Sử thì có rất là nhiều bài hát gắn liền với đời thường. Nhận tỏ cho em nè, không giờ rồi nè. 14 rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bữa nay 14. 14 tháng 4. Nhanh luôn ha. Quay qua lại cái mùng 5 tháng 5 nữa. Đúng rồi. Ê, đi lên quay tới mùng 5 tháng 5 nữa hả? Đúng rồi. Mùng 5 tháng 5 em về quê không? Quê em đây à, đâu có vậy. Để qua tới mùng 5 tháng 5 mà quý chú chị. Vậy là mùng 5 tháng 5 mình về quê của chú ơi. Chưa biết. Rồi anh chị ngồi đây chơi vui nha. Đây là lần đầu tiên mình đã đem chụp cái phần lá của hoa này. Hôm nay là mình dắt bà xã đây ha. Bà xã có ý kiến gì không bà xã của anh? Nãy xuống xe nghe anh kêu ấy, cô ấy tưởng đâu là ai chứ. Hôm nay cái cảm giác của mình đi với chồng của mình đến viếng thần tượng thì cảm giác như thế nào chị? Vui không? Cảm giác vui hả nhỉ? Vui thế hả dạ. Là anh chị vui. Có làm chung không chị? Không, em không làm chung. Dạ. Tức là anh rủ chị lên đây hay là chị rủ anh? Anh ngủ hả? Thế là chị cũng hâm mộ cái giọng hát của chú Vũ Linh. Dạ. Dạ. Thấy chồng mình hâm mộ mình cũng hâm mộ theo luôn ha. Dạ. Hình như em nghe chị nói cái giọng hình như tiếng miền Trung đúng không? Dạ em ở miền Trung nè. À, chị ở miền Trung. Thanh Hóa. Thanh Hóa. Thanh Hóa. Thanh Hóa là giáp với miền Bắc luôn rồi đó, đúng dạ, không? Vâng, vâng ạ. Là hình như là đúng rồi. Bây giờ anh chay vào phía bên trong cô chú anh chị ơi. Anh vô đây nè, ngắm màu của nhạc sĩ Vũ Linh. Nhiều khán giả đến đây người ta ngắm và chụp hình để lưu lại những cái kỷ niệm với chú anh chị. Trời mưa hay có kiến à? Trời mưa kiến lắm. Anh có điều gì muốn chia sẻ hồi đó có gặp người chú ngoài đời không anh? Có gặp ngay từ năm 96-97 cũng lâu lắm. Vào dịp nào anh? Đi thì cô rủ đi coi rồi chú Vũ Linh đi về hát ở Tân Nghĩa. Dạ. Dạ. Chợ Tân Nghĩa. Lâu lắm rồi. Lúc đó cha anh còn nhỏ ha. Ừ. Mấy em 96-97 thì hôm nay lâu. Lắm. Hai mấy năm. 28 năm. Là anh nay bao nhiêu rồi anh? 40. Dạ anh gần 40. Anh lúc đó anh cũng có mười mấy tuổi. Lâu lắm rồi mà. Từ bữa đó chú có về với Tiền Giang. Dạ. Ở chỗ ăn nói chung gì. Có đi chợ. Bữa đó chú còn khỏe. Dạ. Dạ. Thì là lúc chú có đi cứu trợ dưới đó. Ồ, chú làm cứu trợ mà cũng chú giấu ha. Ừ. Ông đi cho những người ở miền Tây đi phát gạo cái này kia. Dạ. Dạ. Bữa đó có coi đăng YouTube á, ai đăng? Dạ. Rồi mới đau về coi. Hồi đứa con chưa có mắt. Chú nói là chú chưa có mắt ha anh.
thăm mộ. Dạ. Hay. Mình nhìn phúc hậu. Dạ. Hôm nay mình đến mộ của chú, mình thắp một cây hương thì thấy trong lòng mình như thế nào anh? Mừng. Mừng ha. Mình thoải mái, mình mãn nguyện ha anh. Dạ. Thích đi lâu lắm. Dạ. Nói lòng mà nói sau này có đi dịp nào đi tới Bình Dương vô đúng chỗ. Dạ. Anh có hay nghe những cái bài hát của chú không anh? Có, nghe cái lương lúc nhỏ mà. Dạ, rồi anh nghe ghét vậy anh có hụt không? Nghe thôi nhưng mà tôi thích hát lắm. Dạ. Dạ. Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Chú cũng cầm anh nói đó. Biết cái bài gì? Biết như mình ngại. Võ Long Sơn Bạch Thu Hà. Dạ. Đó với mà biết hát nha, miền Tây biết hát hết. Dạ. Em không. Cái giọng hát của miền Tây rất là ngọt nha. Mây nước buồn con nữa bên. Người con của miền Tây. Hát nghêu ngao quá. Thấy anh tới đây là thấy là vui đó quý cô chú chị. Ngày đây là cũng cái ngày kỷ niệm ngày mất của chú ngày 14. Vậy hả? Đúng rồi, ngày mất của chú nha. Ngày mất chứ ngoại tháng. Dạ, ngày mất giống như là chú mất ngay cái ngày này nè. Ừ. Bố biết đâu. Đi cái này là anh trai đến viếng mộ của chú Vũ Linh cùng với là bà xã của mình, rất là vui của chú anh chị ha. Cái ngày mất thôi, chứ không phải là ngày tháng. Dạ, tại vì chú mất ngay cái ngày là ngày 14 không? Dạ, 14 tháng 2. Đi dưới này ngày 14 luôn chứ. Đúng rồi. Dạ. Không biết đâu, tình cờ đâu biết đâu. Dạ. Không biết coi ông mất ngày mấy luôn á. Biết dạ, mình tình cờ. Tình cờ có gặp lại chú. Không, lúc trước mà ông mất á là cũng xúc động lắm, cũng khóc. Dạ. Thì cũng muốn khóc ở nhà. Dạ. Thế. Đó em cũng xúc động lắm. Ừ, tại vì người hát hay. Mà lúc đó mình nghe được cái tin như vậy mình có tin không anh? Buồn. Coi hoài chứ. Có khi tới 11, 12 đi mình coi. Dạ. YouTube quay. Dạ, vậy là mình theo dõi trực tiếp luôn ha. Dạ. Bữa chú mất mà trong lòng muốn khóc, khóc luôn. Dạ. Anh mà nam mà anh khóc đó là cũng gì lắm, thương chú lắm đó. Rồi để gì mình lấy ha, để gì mình chăm sóc lấy. Anh cầm cái ngọc mới lấy chăm thuốc đấy à. Bút thuốc gọi là chăm thuốc. Chú rồi hút 3 số 5. Hồi nãy tính mua rồi đó, mà suy nghĩ người nhà lúc trước nói không cho ông hút. Đi hả? Chắc anh mà lúc mà chú mất hay là người nhà nói sao gì? Nghe cô Hiền. Chắc cô Diệu Hiền quá phải không anh? Cô Diệu Hiền nói dù đi thăm viếng ông đừng nên hút. À vậy là anh coi cái clip mà cô Diệu Hiền lên lên mộ. Dạ. Rồi thôi em chào anh, chúc anh chị nhiều sức khỏe ha. Dạ, chào anh. Và tới đây thì Tiên cũng xin kết thúc video của chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đã xem kênh có buổi trưa tốt lành, và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để hiện Tiên cùng đồng hành của chú anh chị trong những cái video sau nha.